Kỹ năng đọc có lẽ là cái kỹ năng mà mình nhận được ít câu hỏi nhất trong số tất cả các câu hỏi của mọi người kể từ cái lúc mà mình mới làm series đến giờ. Có lẽ một phần cũng là bởi vì cái kỹ năng đọc có vẻ là nó dễ hơn các kỹ năng khác rất là nhiều. Ví dụ như là nó không có cái áp lực thời gian nhiều như là kỹ năng nghe, và nó cũng không yêu cầu mọi người phải tự nghĩ ra câu từ của chính bản thân mình. Tuy là mình cũng phải đồng ý kỹ năng đọc có lẽ sẽ là kỹ năng đơn giản nhất trong bài kiểm tra, nhưng mà theo mình thì không thể nói đây không phải một kỹ năng quan trọng, bởi vì cái việc đọc nó sẽ đồng hành với mọi người qua cả bài kiểm tra. Thật ra cái bài đọc trong bài kiểm tra có lẽ sẽ là cái bài đọc đơn giản nhất mà mọi người gặp phải. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày thì có thể chúng ta sẽ phải đọc tài liệu hoặc là đọc các cái văn bản rất là dài và rất là phức tạp bằng tiếng Anh vì lý do công việc hoặc là cho việc học hành. Với mình thì việc đọc là một việc rất là quan trọng cho việc phát triển bản thân, và kỹ năng đọc tốt sẽ hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều trong cái việc đọc đấy. Mình nghĩ kỹ năng tốt nhất để rèn luyện chính là khả năng đọc nhanh. Và thật sự là có nhiều người đọc nhanh hơn người khác, đọc tới đâu là hiểu ngay tới đó, kể cả trong tiếng Việt hay tiếng Anh. Vậy bí quyết của họ là gì? Rất đơn giản, đó là đọc nhiều. Khi đọc nhiều, bạn sẽ dần tăng tốc độ đọc của mình lên cao hơn. Khi đọc nhiều, bạn luyện khả năng hiểu ý rất nhanh, đọc qua câu nào là hiểu ngay câu đó. Khi đọc nhiều, bạn học được nhiều từ vựng mới và mẫu câu mới, dần quen với chúng và từ đó sẽ nhanh hiểu hơn. Vậy có những chỗ nào chúng ta có thể luyện đọc ngoài những bài tập reading và comprehension ra? Thứ nhất là magazines và blogs. Các magazines và blogs thường viết về những chủ đề đời thường dễ đọc, kèm với nhiều hình ảnh minh họa sẽ giúp mọi người thấy cuốn hút hơn. Các blogs và magazines sẽ có nhiều thể loại trên nhiều chủ đề như giải trí, đời sống, thời trang, công việc. Instagram quotes. Có nhiều trang Instagram chuyên đăng các cái câu trích dẫn bằng tiếng Anh mà mọi người có thể lướt feed Instagram và vẫn học được nhiều trong lúc đó. Nếu chúng ta không thể bỏ việc lướt mạng xã hội thì chúng ta có thể làm nó có lợi cho chúng ta. Sách. Các bạn đến với kênh mình từ TEDx thì chắc nghe mình nói về sách chán chê rồi. Lý do nó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là vì việc đọc sách cực kỳ có hiệu quả. Nhiều khi sự thay đổi lớn đến từ những thứ nhỏ bình thường được tích tụ lâu dần mà nên. Sách online. Mình nghĩ trong cái chăm đọc thì việc tiện lợi sẽ giúp ích rất là nhiều. Sách online cũng có nhiều chức năng như highlight và tra từ điển tại chỗ. Nếu mọi người có máy Kindle thì khả năng mọi người đã biết sử dụng sách online rồi. Đối với mình thì thường mình đọc bằng script trên iPad. Tuy nhiên màn hình iPad sẽ không bảo vệ mắt tốt như Kindle. Các trang báo online hay online newspapers. Sự khác biệt giữa newspapers và magazines là newspapers có thể học thuật và khó đọc hơn. Tuy nhiên, đọc báo bằng tiếng Anh chính là một cách để vừa luyện khả năng đọc, vừa học từ mới, vừa làm quen với các cách viết học thuật hơn và vừa nắm bắt được tình hình thế giới. Một công nhiều việc luôn. Ok, tập 4 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Bởi vì cũng là một chủ đề đơn giản cho nên là chúng ta chỉ có một video ngắn gọn như vậy thôi. Mình rất hy vọng là mọi người thích video này và mình sẽ gặp lại mọi người trong video tới. Bye bye!